Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày 30 tháng 9, 2019. Hôm qua thì mình đi vô trong nhà ba mẹ mình. Hôm trước thì mình bỏ phân gà mà mình bỏ chưa xong. Tuy nhiên là hôm nay thấy cà phê có nhiều trái chín nên mình sẽ đi hái cà phê trước. Chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ đi hái cà phê bói. Tiện thể là mình sẽ chia sẻ luôn là cái cách mà mình ăn chay để trị bệnh như thế nào để cho một số bạn mà bị bệnh giống như mình ấy có thể tham khảo nha. Bây giờ mình cùng đi hái cà phê thôi. Vườn này của nhà mình là giống 138. Giống thiện trường thì bây giờ nó chưa có chín mấy, chỉ có giống 138 có chín thôi. Mấy cái cây cà phê này là ghép được 7 đến 8 năm rồi ấy, nó rất là cao luôn. Tuy nhiên là khi mà có trái, trái nó to nặng ấy thì nó tự hạ xuống như vậy cũng rất là dễ hái, mình không cần ghế hay thang gì luôn. Cả vườn đều như vậy hết, nói chung rất là dễ hái luôn. Năm nay thì cà phê cũng không được nhiều trái lắm. Nhưng mà được cái là nó chín khá là đồng loạt ấy, giống như năm ngoái mà vào thời điểm này là cà phê chín cũng nhiều rồi. Còn năm nay thì mình đi hái bói nhưng mà nó cũng không có bao nhiêu đâu. Chắc chị hái được một ít thôi à. Mọi người có thể thấy vườn của nhà mình là hơn một năm nay là không có phun cái gì cho nó hết. Phân bón lá không phun, thuốc sâu không phun, thuốc bệnh không mà thuốc cọ cũng không luôn. Nhưng mà mình thấy cây nó cũng đâu có gọi là nó bị bệnh, bị sâu gì đâu. Thấy nó cũng rất là sạch sẽ luôn. Hình như là mình không phun thuốc ấy thì cây nó sẽ khỏe hơn nhiều ấy. Còn thuốc giống như người mình mà uống kháng sinh hoài thì người nó cũng yếu mà, đúng không? Về vấn đề phun thuốc thì mình tự tin mình cắt bỏ hoàn toàn. Nhưng mà về phân bón thì mình không dám cắt bỏ hoàn toàn mà mình chỉ hạn chế bón phân hơn thôi. Giống như video trước mình chia sẻ là một năm thì khoảng 15 triệu tiền phân. Và mình đang giảm dần dần cái lượng phân đó. Tuy nhiên là nông nghiệp tự nhiên thì sẽ có nhiều người làm theo nhiều cách khác nhau. Nhưng với nhà mình thì kinh tế của gia đình mình phụ thuộc rất nhiều vào vườn cà phê nên mình không thể nào mà mình cắt bỏ hoàn toàn lượng phân đi để mà năm sau không có ăn được. Mình chỉ cắt giảm dần dần thôi. Và mình nghĩ là nông dân hiện giờ người ta cũng ít người mà có đủ điều kiện để mà làm nông nghiệp tự nhiên hoàn toàn từ đầu được. Nên mình nghĩ cái phương pháp mà mình giảm dần cái lượng phân thuốc hóa học như vậy, giảm dần dần cho đến khi nào mà cái vườn nó về tự nhiên ấy, thì nó sẽ lâu năm hơn. Nhưng mà dù sao như vậy thì mình sẽ vẫn còn thu được trái, chứ không phải là mình không có thu. Còn nếu như mình cắt hoàn toàn thì mình không dám chắc là mình sẽ thu được nhiều trái hay không nữa. Nông nghiệp tự nhiên thì nó cũng khác so với nông nghiệp hữu cơ. Về nông nghiệp hữu cơ thì vẫn dùng thuốc, nhưng mà người ta dùng thuốc sinh học, rồi sử dụng các chế phẩm sinh học, rồi phân chuồng, ổ hoai, các thứ người ta chỉ cắt hóa học đi thôi. Còn về nông nghiệp tự nhiên là gần như là cắt hết luôn để cho cái vườn nó quay về tự nhiên và tăng được cái sức đề kháng bản năng của nó ấy, thì đó mới gọi là nông nghiệp tự nhiên. Và cơ duyên để mình đến với nông nghiệp tự nhiên cũng không phải là tự dưng mà mình chuyển sang như vậy, mà là do từ sức khỏe của chính bản thân mình. Mình bị bệnh rất là nhiều và mình đã tự chữa được bệnh của mình theo kiểu tự nhiên rồi nên bây giờ mình mới áp dụng lên vườn. Mình có thể nói là từ bé đã gầy gò ốm yếu luôn rồi á. Hồi trước còn nhỏ là mẹ mình cứ hay đi mua cái hộp thuốc bộ, cái dạng thuốc bộ mà nó đóng trong mấy cái lọ thủy tinh ấy, trong mấy cái tiếp thủy tinh ấy. Mình uống miết mà nó cũng đâu có cải thiện được gì đâu. Chuyên gia là bị đau đầu, chóng mặt. Đặc biệt là cứ mỗi lần mình mà ngồi xuống mà đứng lên là mình sẽ bị chóng mặt liền, nhiều khi còn bị té nữa. Ngồi xuống đứng lên rất là khó chịu luôn. Từ bé đến lớn là mình không bao giờ mà thoát khỏi được cái tình trạng mà đau đầu, chóng mặt. Rồi lâu lâu thì đau bụng. Rồi lại thường xuyên bị ho, cảm cúm. Không bao giờ thoát được cái tình trạng đó, cho dù có uống thuốc gì nó cũng không hết. Mình lại còn bị dị ứng rất là nhiều thuốc. Là dị ứng thuốc kháng sinh, rồi dị ứng paracetamol. Nên mỗi lần nó bị cảm hay là bị sốt cũng không dám uống mấy cái thuốc đó. Lúc còn bé thì chỉ có đau đầu, chóng mặt này nọ thôi. Càng lớn thì lại càng nhiều bệnh. Từ khi mình vào học năm nhất là mình lại bị bệnh bướu cổ. Cái bệnh bướu cổ đấy nó rắc rối lắm. Mỗi lần mà mình đi chữa bệnh ở bệnh viện ấy, mình chữa ở trên Đà Lạt,
là cứ 2 tháng là mình phải ra bệnh viện khám một lần và lấy thuốc về uống, 2 tháng là đi, 2 tháng là đi. Nói chung là rất là rắc rối luôn, cứ phải đi bệnh viện miết luôn. Mình uống thuốc như thế mà 3 năm vẫn không khỏi được cái bệnh biếu cổ đó. Sau đó là về mấy năm cuối mình lại thêm cái bệnh viêm đại tràng nữa. Nói chung mình toàn bị mấy cái bệnh mãn tính không à. Viêm đại tràng thì mình lúc đầu mà mình mới học mấy năm cuối mình đang bị nhẹ thôi, lâu lâu mình mới lên cơn đau bụng một lần. Sau đó mình về nhà ấy, mình ăn càng nhiều thịt hơn nữa, thế là mình lại càng bị bệnh nặng hơn nữa. Có cái thời gian mà mình ngày nào cũng bị đau bụng luôn, có ngày phải đau 2 đến 3 cơn, đau liên tục, thậm chí là ngày nào mà nó không lên cơn đau nặng thì nó vẫn cứ đau âm ỉ trong người ấy. Nên người mình rất là mệt và khó chịu, không làm được cái gì cả. Mình đi siêu âm khám và bác sĩ kê cho mình cái đơn thuốc viêm đại tràng. Về mình uống cái thuốc đó là từ cái ngày đầu tiên uống cả tuần đó là mình bị tiêu chảy liên tục. Thế là mình nghĩ không dám uống cái thuốc đó nữa. Và bắt đầu mình chuyển sang uống thuốc đông y là cái mình uống cái loại là đại tràng hoàn pH á. Mình uống cái đó là cứ mỗi lần mình lên cơn là mình uống xong 10 phút sau là nó đỡ liền. Tuy nhiên là mình cái tình trạng đau bụng thì vẫn cứ kéo dài, là cứ đau bụng thì uống thuốc đỡ, nhưng mà mình thấy như vậy cũng không có tốt, chẳng lẽ mình lại phải uống thuốc miết như vậy hay sao, nên mình phải nghĩ một phương pháp khác. Phải nói là mình rất là chán đi bệnh viện và rất là ghét uống thuốc luôn ấy. Mình chỉ mong là sao mà không phải uống thuốc thôi, nào là thuốc bướu cổ rồi thuốc đại tràng tùm lum hết, nên mình không có thích. Cứ mỗi lần mình đi bệnh viện khám là bác sĩ cứ đại tràng thì cho thuốc đại tràng, bướu cổ cho thuốc bướu cổ, còn chóng mặt các thứ thì kêu là thiếu máu thì cho thuốc bổ máu, tóm lại là thuốc gì trị bệnh đó thôi, cuối cùng thì chẳng đâu vào đâu cả, không có bệnh nào khỏi cả, người mình luôn luôn nằm trong cái tình trạng mệt mỏi ốm yếu, làm việc thì cũng không có năng suất, cân nặng thì cũng không thể tăng nổi. Mình học công nghệ sinh học mà, nên mấy cái mà dinh dưỡng và an toàn thực phẩm thì mình cũng học rất là kỹ, miễn dịch học và ứng dụng này nọ, mấy cái môn học đấy cũng học qua rồi, mình cũng áp dụng theo, ăn uống đủ chất khoa học, đạm béo đường các thứ, mình áp dụng theo hết. Nhưng tóm lại là bệnh tật vẫn cứ như cũ thôi, cũng chẳng cải thiện được cái gì, có khi còn bị bệnh nặng hơn nữa. Và mình cũng bắt đầu tìm hiểu khắp nơi. Thế là cuối cùng mình đọc được mấy cái cuốn sách như là Triết lý trong ăn uống của Phương Đông, rồi cuốn sách Nhân tố enzyme, rồi rồi cuối cùng là mình còn tìm hiểu xem các sách kinh của Phật nữa. Và mình không phải là người theo đạo gì hết, nhưng mình lại rất thích cái đạo Phật đó. Cuối cùng mình kết hợp những cái cuốn sách mình đọc được đó, mình mới phát hiện ra nguyên nhân bệnh tật của mình. Thế là mình chuyển sang ăn chay. Mục đích ăn chay của mình chính là để chữa bệnh, chứ không phải là ăn chay y chang như bên Phật giáo là kiêng ngũ vị tân rồi kiêng thịt cá các thứ, trứng sữa các thứ là kiêng hết. Và mình ăn chay chính là để chữa bệnh, bởi vì giống như trong cuốn sách Nhân tố enzyme ấy, thì bác sĩ cho ghi viết cái cuốn sách đó nói là các loại thịt ấy thì tạo ra cái hiện tượng túi phân thừa trong ruột ấy, còn cá trứng thì lại không tạo ra các cái túi phân thừa đó, nên cá và trứng có thể ăn được. Và bác sĩ cũng khuyên là mình nên ăn những cái thịt động vật mà có thân nhiệt thấp hơn cơ thể mình, thì chỉ có cá thôi chứ đâu có cái con khác mà thân nhiệt thấp hơn mình đâu. Còn về chuyện uống nước thì trong cuốn sách Nhân tố enzyme là khuyên uống càng nhiều nước càng tốt, mình cũng học theo, thế là mình uống nước rất là nhiều. Nhưng cuối cùng là mình uống nhiều quá thành ra mình rất là mệt đấy, uống nước vào người rất là mệt luôn. Thế là còn cái cuốn sách mà Triết lý trong ăn uống của Phương Đông thì lại khuyên uống ít nước. Và cuối cùng thì mình nhận ra là uống ít nước hợp với mình hơn. Bao giờ mà mình khát nước thì mình mới uống thôi, còn bình thường là mình vẫn không có uống nước mấy. Và một điều rất là bất ngờ mà mình không thể ngờ được luôn là mình ăn chay đúng 3 tháng thôi là tất cả các bệnh của mình đều hết luôn, và mình lên được tận 6 kg, là từ 41 42 kg mà lên được 48 kg. Mà bệnh tật thì cũng hết luôn, bướu cổ chữa 3 năm không khỏi thì cũng hết, mấy cái đau đầu chóng mặt cũng hết luôn, và viêm đại tràng cũng hết luôn. Mình thấy rất là bất ngờ. Nhân tiện đây mình cũng xin nói sơ qua về chế độ ăn chay của mình, là mình không hạn chế tối đa, thậm chí là mình cũng không ăn thịt heo, thịt đỏ, thịt bò các thứ, mấy cái thịt đỏ ấy là không nên ăn. Nếu như mà thèm thịt quá thì mình chỉ nên ăn cá hoặc là thịt gà, mấy cái thịt trắng thôi.
và mình chủ yếu là trứng, ăn trứng, sữa thì mình không uống được, mình bị đau bụng không uống sữa được, mà mình chủ yếu là ăn trứng với rau củ quả các thứ. Đó là chế độ của mình vẫn dùng nước mắm. Ngày trước thì một ngày mình ăn rất là nhiều bữa, mình ăn tới 4-5 bữa lận. Nhưng mà bây giờ mình chỉ ăn một ngày đúng 3 bữa thôi. Thậm chí là bữa sáng nhiều khi mình làm việc nhẹ mình cũng không ăn, chỉ có 2 bữa chính là bữa trưa và bữa tối. Mỗi bữa cơm của mình sẽ gồm một số loại rau củ quả và trứng. Một ngày là bản thân mình một mình là ăn từ 2 đến 3 quả trứng rồi. Đối với người mà ăn thịt, ăn cá các thứ đầy đủ ấy, thì ăn nhiều trứng quá cũng không tốt. Nhưng mà với người ăn chay đâu có ăn mấy thịt cá kia đâu, thì ăn trứng rất là tốt, đâu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu. Nên mình nghĩ một ngày 2 đến 3 quả trứng là chuyện bình thường, không có vấn đề gì hết. Các món ăn chay thì mình cũng đã chia sẻ ở trên kênh của mình rồi, mọi người có thể xem để tham khảo. Mình chỉ ăn uống như vậy thôi, rất là đơn giản, cũng không phải là tốn kém gì đâu, mình không có ăn những cái thứ mắc tiền này, nó chủ yếu là rau củ quả nhà mình trồng thôi. Chỉ đơn giản như thế thôi mà mình tăng được 6kg luôn á. Mà đã thế, bệnh tật thì đã giảm hết rồi, cân nặng cũng tăng. Nếu như mà ai mà có những cái bệnh mãn tính giống như mình ấy, mọi người có thể thử nha. Chỉ có vài tháng thôi là có kết quả liền rồi. Chế độ ăn chay của mình cũng không phải là quá khắt khe nên cũng dễ dàng áp dụng theo. Dù sao trong cái phương pháp chữa bệnh thì quan trọng nhất vẫn là tâm lý của bản thân mình. Mình ăn uống làm sao cho tinh thần thoải mái, vui vẻ thì là tốt nhất. Chứ không phải là mình ăn chay mà kiêng hết tất cả, chỉ ăn rau củ quả thôi, thì làm người mình cũng cảm thấy ức chế tinh thần này nọ ấy. Thì cái đó lại tạo thêm bệnh tật nữa. Nên mình cứ ăn uống làm sao cho mình thoải mái nhất có thể. Nhưng mà đừng nên ăn những cái thịt heo, thịt bò, mấy cái thịt đỏ, rồi tôm, cua, hải sản các thứ thì không nên ăn nha. Nếu như có thèm thịt thì chỉ nên ăn cá, mà cá nước ngọt mới được, chứ cá biển thì cũng không phải là thịt trắng đâu. Rồi thịt gà thì cũng ăn được một ít, chứ mà nếu như ăn mấy cái thịt giàu đạm các thứ thì nó cũng không tốt cho bệnh tật của mình đâu. Mình thấy bản thân mình hình như cũng có duyên để ăn chay hay sao ấy. Mình thấy ăn đồ chay cũng rất là ngon, rất là dễ ăn. Chồng mình thì ăn không được, chồng mình vẫn phải ăn thịt. Nhưng mình thì lại rất là dễ ăn, thậm chí là ăn rau không muối không gì hết, không cần chấm mắm mà mình cũng ăn được luôn. Và cũng giống y như là bác sĩ trong cái cuốn sách Nhân tố Enzyme nói luôn ấy, là không nên ăn thịt quá 10% trong bữa ăn hàng ngày. Bản thân mình mỗi lần mà mình, mặc dù mình khỏi bệnh rồi, nhưng mỗi lần mà mình ăn cơm một ngày mà mình ăn quá 5 miếng thịt bé thôi là ngày đó xác định là mình bị đau bụng liền và phải đi vệ sinh liền. Cuối cùng thì nghiên cứu biết bao nhiêu cái công trình khoa học các thứ rồi tùm lum hết, mình đã phát hiện ra được là cái nguyên nhân bệnh tật của mình chính là ăn thịt chứ không phải cái gì khác. Bây giờ mà cứ kiêng thịt thì mình hết bệnh, mà cứ ăn thịt là mình bị đau bụng lại à. Và đường nữa, đường cũng không nên ăn quá nhiều. Dĩ nhiên là cái đường mà mình nêm trong đồ ăn hàng ngày thì nó cũng không có bao nhiêu hết. Chủ yếu là mình nên kiêng ăn một số loại bánh quá ngọt, các loại kẹo ngọt, nước ngọt các thứ ấy là được rồi. Chứ đồ ăn nấu cho đường vào thì cũng không đáng bao nhiêu, cũng không vấn đề gì cả. Nên bây giờ là mình cũng không uống nước ngọt, cũng không ăn bánh kẹo đồ ngọt đó luôn rồi. Tự dưng mình không thèm những cái thứ đó nữa, nên sức khỏe của mình cũng cải thiện lên rất nhiều. Chứ mỗi lần mà mình chỉ cần ăn đường vào 1-2 ngày thôi là mình biết liền luôn ấy, người mình nó thay đổi liền. Nào là nứt môi các thứ, rồi da mặt thì khô chóc, biểu hiện ngay lập tức luôn. Ngày xưa thì không vậy nhưng bây giờ biểu hiện cái gì cũng rất là nhanh. Mình hái hết cả vườn được có bấy nhiêu cà phê thôi, nói chung là cũng không có nhiều. Mọi người thấy đây là cái cây cọ Thái Lai, mình cũng chia sẻ trong video lần trước rồi đấy, nhưng mà lần này mình muốn nói kỹ hơn là cây cọ Thái Lai nó đã bị chết rồi, mà mấy cây cọ lá tròn xung quanh thì không vấn đề gì cả. Nói chết thì cũng không phải, nhưng mà lá của nó cũng trụi hết rồi. Mà cái vườn nó hay lắm, mình theo dõi từ năm ngoái rồi, mình thấy rất là lạ. Là cứ đến tháng 9 là cái cọ Thái Lai nó tự động chết đi như vậy. Và đến mùa khô ấy thì ngược lại nha, mấy cái cây cọ lá tròn xung quanh đấy lại tự động chết đi. Cái cọ Thái Lai nó rất là hay luôn, y như là nó ghét thuốc cọ ấy. Nếu như mình xịt thuốc cọ nó sẽ bị phá vỡ cái nhịp sinh học. Còn bình thường là cứ đến tháng 9 là nó tự chết, nhưng nếu đã xịt thuốc cọ thì tháng 9 nó vẫn không chết. Mà xịt thuốc cọ nó cũng đâu có chết cọ này được đâu, cọ này khó trị bằng cái thuốc cọ lắm. Nếu chị dùng máy phát thôi thì không vấn đề gì hết.
Bây giờ trời nắng nên mình sẽ mang cà phê hái được đi phơi luôn. Năm ngoái ấy, thì trời mưa ấy, cà phê lại còn chín chín bó như vậy rất là nhiều mà không có nắng để phơi, nên mình thường là phải mang cà phê tươi này mình đổ vào cái thau hay cái xô ấy, mình đổ nước vào ngập cái trái cà phê đấy là để nguyên một tháng là cà phê vẫn không hư. Bao giờ có nắng thì mình phơi, còn không có nắng thì mình cứ để ở trong cái xô nước đó, không vấn đề gì hết. Đấy cũng coi như một cách để bảo quản cà phê luôn. Còn có nắng thì mình cứ phơi trực tiếp như vậy. Toàn là trái xấu không à, y như là cái trái nào nó có vấn đề, nó bị làm sao ấy thì nó mới chín, chứ mấy cái trái khỏe mạnh thì nó chưa có chín. Nãy giờ mình nói cũng khá nhiều rồi, chắc mình sẽ dừng video tại đây. Mình sẽ đăng video vào 7 giờ 30 phút buổi tối hàng ngày. Mọi người nhớ đăng ký kênh mình để theo dõi những video tiếp theo nha.